Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Một nhóm vũ trang địa phương cho biết các tay súng của lực lượng bán quân sự RSF Sudan đã tấn công làng Wat Anora tại bang Al Jazeera thuộc miền trung Sudan trong hai đợt bằng pháo hạng nặng gần đây. Vụ tấn công đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Đây là vụ thảm sát mới nhất trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm qua khiến hơn 7 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn. Nhiều nhân chứng cho biết các tay súng của lực lượng bán quân sự RSF Sudan đã tiến vào hai ngôi làng. Họ mô tả cảnh tượng khủng bố và tàn sát khi hơn 40 xe vũ trang xông vào ngôi làng, dùng vũ khí hạng nặng bắn người dân, khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và phụ nữ. Nhân chứng cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra chỉ cách ngôi làng vài km, khiến dân làng vô cùng lo sợ nguy cơ bạo lực sẽ gia tăng thêm. Một nhân chứng kể về nhiệm vụ nghiệt ngã khi phải đếm số người chết và bị thương. Người này nói họ đã phải đã trôn cất hơn 120 người trong ngôi mộ tập thể ở giữa làng. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám đông lớn ở làng Guad Andorra về quanh hàng chục thi thể phủ vải trắng chuẩn bị cho việc trôn cất. Một video khác cũng cho thấy lực lượng RSF bắn vũ khí hạng nặng và hạng chung về phía ngôi làng. RSF đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công và cho biết đây là cuộc tấn công phủ đầu vào lực lượng vũ trang Sudan SAF, cắt trại ở Guad Andorra để đáp trả kế hoạch tấn công của quân đội. RSF không thừa nhận gây ra vụ việc. Tuy nhiên, các nhân chứng nói với CNN rằng không có sự hiện diện quân sự trong làng. Họ cho biết quân đội Sudan điều hành một căn cứ quân sự cách Quad Anora khoảng 30 km về phía tây nam, nơi được cho là nguyên nhân có thể dẫn đến vụ tấn công. Theo hãng thông tấn nhà nước SUNA, lãnh đạo SAF thề sẽ trả đũa sau khi đến thăm thành phố gần nơi xảy ra vụ tấn công. Xung đột tại Sudan nổ ra vào giữa tháng 4 năm 2023 giữa quân đội Sudan SAF và RSF. Cuộc xung đột ban đầu chủ yếu diễn ra tại thủ đô Khartoum và các vùng lân cận. Sau khoảng 14 tháng giao tranh, cuộc xung đột đã lan rộng khắp đất nước này. Hàng nghìn người đã thiệt mạng từ khi giao tranh nổ ra giữa các lực lượng trung thành với hai tướng đối địch, tư lệnh quân đội Abdel Fattah al buhan lãnh đạo SAF và tướng Mohamed Hamdan Dagalo, người đứng đầu RSF. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ khi xảy ra xung đột, khoảng 16.000 người sụ năng đã thiệt mạng, khoảng 9 triệu người phải di rời. Dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại đất nước này. Từ khi cuộc xung đột bắt đầu, cả quân đội Sudan và RSF đều bị cáo buộc gây ra các vụ tấn công dân sự. Năm ngoái, Mỹ và Ả Rập Xê Út đã nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Tuy nhiên, cho đến nay, các bên tham chiến tại Sudan vẫn chưa đạt được một lệnh ngừng bắn. Tháng 3 năm nay, các nhân chứng nói với CNN rằng hơn 700 người, trong đó có hàng chục trẻ em, bị RSF ép rời khỏi bang sau khi ra lệnh nhập ngũ hoặc chết. Tuy nhiên, RSF đã bác bỏ cáo buộc này. Gần đây, một đại diện của Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bạo lực được báo cáo, kêu gọi điều tra kỹ lưỡng và trách nhiệm giải trình đối với những người phải chịu trách nhiệm. Mỹ cùng 16 quốc gia khác bao gồm một số đồng minh của Mỹ như Pháp, Đức, Anh vừa qua đã ra tuyên bố chung về Gaza. Lãnh đạo các nước này bày tỏ quan ngại về các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza và ủng hộ việc hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin được Tổng thống Mỹ Biden công bố. Tuyên bố chung kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận này đồng thời bắt đầu quá trình phóng thích công dân của các nước này. Trong khi đó, dẫn thông tin từ tờ Wall Street Journal của Mỹ, truyền thông Israel cho biết chỉ huy lực lượng Hamas, ông Yahya Sinwa, đã đưa ra phản ứng ngắn gọn với đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin theo công bố của tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong khi đó, chỉ huy hàng đầu Hamas đã nói với các nhà trung gian Ả Rập rằng lực lượng này sẽ không hạ vũ khí hay ký thỏa thuận ngừng bắn theo đề xuất mới. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ dẫn tới ngừng bắn ngay lập tức và tái thiết Gaza với an ninh được đảm bảo cho người dân Israel và Palestine cũng như cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài hơn và một giải pháp hai nhà nước. Tại thời điểm này, tuyên bố chung kêu gọi lãnh đạo của Israel và Hamas cần có những thỏa hiệp cuối cùng cần thiết để hoàn tất thỏa thuận để trấn an gia đình các con tin và dân thường ở Gaza. Theo CNN, các nước bao gồm Mỹ, Argentina, Áo, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Tây Ban Nha, Thái Lan và Vương quốc Anh đã ký tuyên bố chung. Tuần trước, ngay sau khi ông biden nêu chi tiết đề xuất của israel thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố rằng nước này sẽ không kết thúc chiến tranh cho đến khi hamas bị đánh bại ông jake sullivan cố vấn an ninh quốc gia mỹ đã triệu tập lần đầu tiên một cuộc gặp trực tiếp giữa các đại sứ và trường phái đoàn đại diện các quốc gia có công dân bị hamas bắt làm con tin vào thời điểm thỏa thuận đang bị đình trệ trong cuộc gặp trực tiếp ở washington nhóm này thảo luận về các ý tưởng nhằm đảm bảo con tin ở gaza được thả đặc biệt tập trung vào những cách mà họ có thể lên tiếng nhiều hơn. Các nguồn tin nói với CNN rằng các đại sứ và trưởng phái bộ có mặt cùng ông Sullivan cố gắng nghĩ cách tác động lên các bên đàm phán, bao gồm Israel, Ai Cập và Qatar để họ quay lại bàn đàm phán và hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn. Trong một diễn biến khác, các quan chức cấp cao khác của Mỹ, bao gồm giám đốc CIA Bill Burns và điều phối viên về Trung Đông của Nhà Trắng Brett Margaret cũng đã quay trở lại khu vực trong tuần này trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn. Vừa qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã xác định được vị trí và phá hủy đường hầm lớn của Hamas ở Rafa, phía nam Gaza, gần cửa khẩu biên giới với Ai Cập. Cụ thể, theo tờ The Times of Israel, IDF đã xác định được một số trục đường hầm ở khu vực Rafa, dẫn ra đường hầm dài 2 km với một số lối đi rẽ ra khỏi con hầm này. Bên trong đường hầm, phía Israel đã tìm thấy vũ khí, thuốc nổ và một lượng lớn tài liệu tình báo. Một số khu vực trong đường hầm bị chặn bằng cửa chống nổ. Các kỹ sư của IDF sau đó đã phá hủy đường hầm này, được cho là một phần của mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Hamas đào bên dưới Gaza. Cho đến nay, IDF đã xác định được tổng cộng khoảng 20 đường hầm chạy qua Ai Cập, dọc theo hành lang Philadelphia, ngăn cách Rafah với Ai Cập. Israel cũng tìm thấy ít nhất 82 trục dẫn vào các đường hầm trong khu vực. Theo IDF, Hamas đã sử dụng các đường hầm này để tuồn vũ khí vào Gaza bất chấp những nỗ lực ngăn cản của Ai Cập trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, tuần trước, truyền thông nhà nước Ai Cập đã trích dẫn một nguồn tin cấp cao giấu tên phủ nhận sự tồn tại của những đường hầm này. Một nguồn tin cấp cao của Ai Cập phản bác, Israel đang sử dụng những cáo buộc này để giải thích cho việc tiếp tục hoạt động tại thành phố Rafah của người Palestine và kéo dài cuộc chiến vì mục đích chính trị. Trong diễn biến khác, IDF cho biết họ đã thiết lập quyền kiểm soát hoạt động đối với khu vực Bureis và Deir al -Bala phía đông ở miền trung giải Gaza sau khi phát động một chiến dịch mới tại khu vực này vào hôm trước. IDF cho biết các binh sĩ của lữ đoàn thiên giáp số 7 và lữ đoàn bộ binh Kfir đã tiêu diệt một số tay súng trong cuộc giao tranh và bằng các cuộc không kích. Trong những tuần gần đây, Israel tiến sâu hơn vào Rafah bất chấp lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào khu vực này. Mỹ tuyên bố hoạt động của Israel ở Rafah không vượt qua làn danh đỏ của mình. Ông Daniel Hagari, Người phát ngôn quân đội Israel cho rằng Hamas đã bố trí các bệ phóng tên lửa ở hành lang Philadelphia để ngăn cản Israel tấn công gần biên giới Ai Cập. Theo ICG, Israel chưa giải thích họ sẽ đảm bảo an toàn cho những người sơ tán khỏi Rafah cũng như cung cấp thực phẩm, nước uống và thuốc men như thế nào. Phán quyết của tòa án này cũng kêu gọi Hamas thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin bị bắt từ Israel. Theo người dân Rafah, xe tăng Israel đã tiến vào tên Al-Sultan ở phía Tây và Ibna, cũng như gần Sabora ở trung tâm, trước khi rút lui về vùng đệm ở biên giới với Ai Cập, thay vì ở lại như trong các cuộc tấn công khác. Cuộc giao tranh đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn ở Gaza, trong khi hoạt động của các viện trợ nhân đạo đang bị cản trở. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden không muốn tình trạng đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới mới theo đài RT, ông Kirby đưa ra phát biểu như trên vài ngày sau khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Biden đã cho phép Kiev sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Phát biểu với đài ABC News đầu tháng này, ông Kirby cho biết Chúng tôi đã lo ngại về sự gia tăng ngay từ đầu cuộc xung đột này và những lo ngại đó vẫn còn đúng. Tổng thống đã nói rằng ông không muốn là người chịu trách nhiệm cho việc khơi mào thế chiến thứ ba. Chúng tôi không muốn xung đột với một cường quốc hạt nhân như Nga. Mới đây, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News, đề cập đến tổng thống Joe Biden. Bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước chúng ta vì sức mạnh của vũ khí hạt nhân. Chúng ta có nguy cơ bước vào thế chiến 3 vì lãnh đạo của chúng ta. Theo ông Trump, tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang dẫn đầu thế trận của họ. Ông Trump chỉ trích người kế nhiệm. Thành thật mà nói, ông ấy chưa bao giờ dẫn đầu. Hãy nhìn vào chính sách đối ngoại của ông ấy trong nhiều năm qua nó luôn sai lầm. Cựu Tổng thống Mỹ nói, tôi không muốn thấy đất nước rơi vào chiến tranh hạt nhân. Ông Trump cũng cho biết, ông không đồng tình với ông Biden ở quan điểm cho rằng biến đổi khí hậu có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ. Ở diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nói rằng việc các quốc gia phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và để cho Ukraine sử dụng thứ vũ khí này để tấn công vào lãnh thổ Nga là một bước đi nguy hiểm, có thể thúc đẩy Nga hồi đáp bằng cách làm điều tương tự với các mục tiêu của chính phương tây tổng thống putin phát biểu tại buổi họp báo ở st petersburg nếu ai đó nghĩ rằng có thể gửi những thứ vũ khí như vậy tới vùng chiến sự để đánh vào lãnh thổ chúng tôi gây ra vấn đề cho chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại không có quyền gửi vũ khí cùng chủng loại tới những khu vực trên thế giới này nơi người ta có thể thực hiện tấn công vào các mục tiêu nhạy cảm của những nước chống lại nga hiện chưa rõ ông putin sẽ bố trí vũ khí nga ở những khu vực nào bên ngoài lãnh thổ nước này trong xung đột với ukraine Vũ khí bao gồm cả hạt nhân và binh sĩ Nga đã được triển khai tại Belarus, đất nước nằm sát châu Âu hơn cả Nga. Nga cũng triển khai vũ khí ở vùng lãnh thổ bao bọc Kaliningrad của mình tại khu vực biển Baltic. Bên cạnh đó, Nga cũng có lực lượng quân sự đóng tại Syria gần các căn cứ của Mỹ.